Hôm nay hướng dẫn mắc lắp cái bộ gập kính của con BRV nhé. À, đây là bộ hàng IC hàng gắn jack zin này. Cái lắp các bác chuẩn bị em là một ít dây thít này để tí buộc hộp và dây này bằng cái cây nhựa nhé. Ban đầu nó mắc tháo em cốt đốc và bộ tay cửa ra trước này. Đó. Tháo ốp tre này nhé. Dù rắc nó tre này. Đó, dùng cái cây nhựa này. Vậy em điểm này. Đấy. Cậy nó rút rác ra nhé. Đó, rút rác. Còn hoàn toàn cắm rác riêng này nhé. Vặn hàng gấp phải ra đây. Còn có 3 con đốc thôi nhé. Hai lốc ở dưới tay cửa này một lốc ở chỗ giật này. Các bác dùng cái cây nhựa này bác luồng giữ nhé. Đó. Luồng giữ em đẩy ra. Đây là bộ sản phẩm đây. Phần AB hàng LCC nhé. Mở ra cuốn hộp rắc này. Hoàn toàn rắc cắm zin các bác nhé. Cắm rắc các bác. Mặt vào rất đơn giản, các bác phải tự thao tác nó bật nhé. Thế là mình cắm rắc của chỗ lên kính này. Đó, cắm rắc xuống gầm gương nhé. Cửa nhé. Ok. Thiết thiết điểm này lại nhé, cho nó đỡ kêu nhé. Thiết điểm này. Chùm cái này ra này, còn bảo thấm nước nhé. Đó, nhé. Có lý cái này là thao tác nước nó đơn giản nhưng mà có quan trọng này. Cái chùm này nó chống nước thì không là nước vào trong hộp được. Đấy, đây nó có răng kín nước rồi nhưng mà trên phải có một cái ụt chụp kín nước nữa nhé. Nó đảm bảo cho bác lắp đặt. Các bác dán cái miếng 3M lại nhé. Đó, dán mặt sau nó này. Đó. Dán mặt sau xong dán vào điểm này. Mình thích dây này. Dừng lại là cái cắt cái này nữa.